Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Katala Fishing. Thì hôm nay là một clip gọi là giới thiệu qua cho các bác thôi, là bên em vừa về một cái lô hàng của GB Đúc. Đây, thì chính xác đó chính là cái cây cần mà ba khúc bạo lực mà các bác rất ưa thích đấy. Cây đây GB Đúc đầu lockdown. Em nói vui vậy thôi chứ cây này là cây gì đấy, chiêng long đao đây, thì đầy đủ các size đây, về số lượng nhiều nha, trong thùng vẫn còn này các bạn. Em đã bóc một thứ một cây rồi đây, đó, cần rất đẹp, đó, sử dụng luôn là cái mẫu quen Fuji lưu concept của năm nay luôn nha các bác. Đó là một điều rất đau mừng, hàng mới cái mẫu quen này mới ra năm nay thôi mà đã có mặt luôn trên cây cần này. Thì đến tối nay em sẽ làm chi tiết cụ thể một clip review chi tiết cây cần này. Còn hiện giờ thì cửa hàng em vừa bận quá, giờ em phải thu xếp đưa cái chỗ này vào kho rồi đã. Tạm biệt các bác nha, và hẹn gặp lại các bác trong clip review chi tiết. Cảm ơn các bác. Đó, rất nhiều đang về ở đây. Đó. Rồi, cảm ơn các bác.